Hoàng Thị Hồng Xuyến và em đến từ Nghệ An. Lý do nào mà bạn lại tham gia khóa học NLP? Nó cũng là một cái rất là tình cờ. Đó là em biết đến anh Xuân Hương vào cái thời điểm mà em đang làm ở một công ty bảo hiểm. Và anh em có tình cờ nói chuyện với nhau. Sau đó thì em theo dõi kết bạn Facebook và theo dõi các live stream của anh Hương về NLP. Lúc đầu thì em cũng mơ hồ về NLP đó. Và em cứ chỉ biết là cái công cụ đó nó có thể là tiềm quyền lực như thế nào em cũng không rõ, em chỉ đọc bằng các status của anh Hương thôi. Và em cứ tò mò thì em theo dõi thế. Và sau em tự hỏi là liệu những cái live stream mà về bánh xe cuộc đời, rồi về các việc là xây dựng mục tiêu, thì em thấy nó phù hợp với công việc hiện tại và em có thể là hỗ trợ cho cái công việc hiện tại của mình tốt hơn. Thì và em cũng có một khát khao nó khá là lớn, đó là em muốn đưa NLP về Nghệ An và dùng nó vào trong các lĩnh vực hiện tại em đang sử dụng. Và cái tham vọng nó khá là lớn, thành ra em quyết tâm đến với NLP. Và bạn đã bắt đầu khi tham gia học thì bạn nhận ra được điều gì? Em thấy rằng là tức là ở ngoài kia cuộc sống thì nó có rất là nhiều mảng màu khác nhau, và ở NLP thì nó là cộng hưởng của tất cả các mảng màu ấy, và nó hoàn toàn là cái mảng màu của sự tích cực. Và khi mình khơi gợi cái tích cực của mình lên thì tất nhiên là những cái mặt xấu của cuộc sống nó sẽ mờ đi, và mình có thêm động lực để mình xây dựng mục tiêu, mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Học NLP thì sẽ giúp được gì trong chúng ta trong công việc và cuộc sống? Trong công việc thì nó sẽ giúp bạn có một cái kế hoạch chi tiết, và nó sẽ biết cách để cho mình tạo chính động lực cho mình. Đó là trước nay mọi người luôn đổ lỗi là do mình không có năng lực này, mình không có vốn này, rồi là mình không làm được tất cả những cái vấn đề đó, làm cho họ trì hoãn những cái việc thay đổi. Họ sợ là khi họ thay đổi thì nó sẽ không được kết quả như ban đầu. Và khi em học đến NLP thì em thấy rằng là không phải là họ không có năng lực, không phải họ không có vốn, mà về cơ bản nguồn lực của họ có rất là nhiều ở trong cơ thể rồi, nhưng mà chỉ có cách là họ chưa gọi nó lên thôi, và họ để cho nó ngủ đi. Thì khi đến với NLP nó thức hết toàn bộ nguồn lực của mình dậy, và nó sẽ tạo cho cái sự lan tỏa rất là lớn trong cộng đồng. Thì cái này nó rất là phù hợp với các môi trường làm việc, đó là tạo động lực cho nhân viên. Thay vì là tôi phải đi làm thì sẽ là tôi được đi làm. Đấy. Bạn cảm thấy rằng mình đã đột phá như thế nào từ trước và sau khi học NLP? Trước đây thì em sử dụng nó tách rời đó, tách rời. Nhưng mà sau khi em học NLP rồi thì em biết cách gọi là gọi tên từng cái quy trình ấy lên và đào sâu nó, đào sâu các quy trình đấy và làm việc một cách logic hơn, các quy trình đó một cách logic hơn. Và cái quy trình này áp dụng cho cái chỗ nào, vấn đề nào của công việc, mảng nào và nhân sự như thế nào. Đấy thì là những cái mà em học được NLP thì em thấy là như thế. Yeah. Bạn có đột phá, có nhận ra cái đột phá nào không trong NLP, trong bản thân mình? Có. Đấy là ví dụ như trước đây dù là em nói trước đám đông rất là nhiều, và cứ mỗi lần mà nói trước đám đông thì cái ám ảnh của mình nó là cái hồi hộp. Và khi mình hồi hộp thì tim mình đập nhanh và cái hơi của mình nó ngắn đi. Thì thay vì như thế thì bây giờ em biết cách là em lấy lại cái tự tin của mình, và em lấy lại trong rất là nhanh, khoảng tầm 2 đến 3 phút thôi để lấy lại. Và khi mà mình nói chuyện mà mình biết chắc rằng là những cái thông tin mình đem đến cho họ có ích ấy, thì có nghĩa là mọi cái hồi hộp của mình nó không còn nữa. Và em thấy là từ NLP ấy, thì mình có thêm rất là nhiều kiến thức phong phú, và đặc biệt là các công cụ của NLP nó sử dụng được cho từng lĩnh vực khác nhau. Và nó không phân biệt là cuộc sống hay gia đình hay là các mối quan hệ xã hội, mà nó tổng thể trong tất cả ở trong đó. Bạn đã nhìn ra được tương lai gì sau khi cải cả sự nghiệp và cuộc sống sau khi học được NLP? Tất cả nó chỉ là mình hãy bỏ cái tôi cá nhân của mình đi, và hãy xem như tất cả những cái công việc của mình, việc nào cũng quan trọng, và phải cân đối được nó, sắp xếp làm sao cho phù hợp. Và NLP thì nó cho cái công cụ đó nó rất là tuyệt vời. Nó nghĩa là nó xóa hết những cái phần xấu hay là những cái quá khứ ám ảnh đi, và nó luôn luôn cho mình một cái tương lai tươi sáng. Đó là những cái suy nghĩ tích cực. Và khi con người mình thoải mái, con người mình tích cực thì tất nhiên sẽ cho kết quả công việc rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn em.